là thụt. Em lưu rồi. Dạ. Đi ấn xong rồi chắc là tôi lưu đúng không? Em ấn rồi mà. Ấn rồi. Đấy em ấn rồi. Vâng. Chúng ta đến với máy của Tiểu AK thôi. Trận này anh lên đời khá là sớm khi mà kích đời 2 từ 7-20 rồi. Đã đóng nhà điều kiện. Thực vào gỗ là đã đủ. Được 10 không? Vâng, 10-10. Anh kích ở 10-10. Cắt dân ra ăn vàng. Bất hạnh thay cho thành viên nào ở đầu cánh bên kia gặp Tiểu AK khi mà anh kích đời quá là sớm. Cho Son không dâng lờ. Màu 4. Cùng với màu 4 là 9x. Vàng là thụt. Vâng, 9x. Em lưu rồi. Dạ. Vé đóng vàng đã được đóng. Chỉ có 4 dân ăn vàng là có đủ không anh? 4 theo chim lợn báo về thì 9x bên kia 4 là Babylon. Nhưng mà gặp với cho Son đầu cánh mà kích 10-10 thế này thì không biết Babylon có cửa nào không. Ngựa giò chưa ra. Người ngựa giò đã đẩy gặp ngay màu 4 ở góc 7 giờ. Vâng, vừa mới đóng điều kiện thôi. Cho Babylon rất là nhiều dân ăn gỗ. Anh đã định vẩy he bắt giò của Tiểu AK nhưng mà anh rất tỉnh. Vâng, cực nhiều dân. Cực nhiều dân để ăn một bãi quả, một ăn một bãi gỗ. Bị nhốt giò rồi, Tiểu AK bị nhốt giò. Khả năng là con giò sẽ nằm ở đây thôi. Khoảng chục dân đang được Tiểu AK cắt đi ăn hoang một bãi hiêu 6. Anh đánh với 1L. Chém đã được sóc chưa? Bãi vàng khá xấu. Thực ra anh đóng chiếc S này cực xấu. Lộ bãi ăn hoang rồi. Ngựa giò của màu 4 đã đi qua bãi ăn hoang của Tiểu AK. Không biết màu 4 anh có để ý không? Không thấy các anh soi tham. Không biết bên dành kia có team nào đánh, có team nào, có thành viên nào lên đợt sớm không? Vâng, bãi ăn hoang của anh đã bung bét lực đâu. Vừa được nhận 100 thực của đồng đội bán cho anh để sóc chém. Cho Son chỗ này không có đủ lực để lên bánh xe nữa. Quay sang máy khác thôi. Đá về máy 5, 29, tham 29. Roman đã đóng BS thứ hai. Khá trâu, giò sang đánh thẳng sang màu góc 9 giờ là màu đỏ. Đỏ huy ao ép, anh cầm gì cầm cung. Không biết anh cầm con gì, nhà này. 2BL bắt đều. Đẩy rất xa. Đến được nơi thì khả năng là đỏ đã có cung rồi. Vâng, chỉ với 1BL. Anh chỉ sóc với 1BL đều. Màu đỏ bên dành không biết anh cầm quân gì. Vâng, rất tỉnh. Vừa thấy bóng ngựa chém anh đã quay sang đóng e, chạy dân và đóng e thủ nhà. Cung gì đây? Phải chăng là hit? Bắn thấy rất là rát. Bắn cực rát. Vâng, T thôi mà bắn cực rát. Vâng, khả năng là hit rồi. Tepero đang điểm số cao nhất bên team A1. Ở nhà anh đã sắp được đến chục cái ruộng rồi. Đủ điều kiện để vắt 2L đều. Hiện tại bây giờ anh vẫn... Vâng, 2L rồi. Bãi vàng khá đẹp. Quay sang máy của màu 7, Minoan, tham 25. Anh đang cũng đẩy sang chém màu đỏ. Lạc đà Minoan, mới chỉ có công thôi. Thế nhưng mà bây giờ khi mà đỏ đã tụ được khá châu quân và khả năng là cầm cung tuyển, thì liệu anh... Vâng, xanh 1 đã đẩy sang... Xanh 1 đã đẩy sang màu 7, chán đời. Anh đã fit bãi vàng. Và lại đi ăn hoang thôi. Bên team danh thì có côn gơn và UF. Hai anh đang cầm cung. Cho Son tham 20. Khá yếu khi mà anh không lên đời rất là sớm. Nhưng mà lại không công được vào màu 49X. Bây giờ vẫn đang giặt dẹp đi ăn hoang. Bánh xe chưa có. Đang định bút đồ cho ai đây? Bánh xe vẫn chưa lên. Vâng, anh đang đóng thêm L. Châu chém. Bãi vàng cực tù. Anh đóng vào đấy và vướng cây gỗ.
Không biết có ai ken được không, sao anh không ken cây gỗ đấy để bắn một bãi bàn sao thật là đẹp. Minoan tham còn 2-2, khá dẹo. 3-8 Roman, anh đánh chỗ chém ra này rồi. Tam 3-8, thế nhưng mà lại chưa công đâu nhà ai. Còn màu xanh 6 lớp Paradise. Vâng, anh đang phát triển đóng BCBN các kiểu. Phát triển to tay để mà cân được với hai nhà cung ở bên kia. Rất là khó khăn trong cái map này khi mà bên phía... Vâng, Tham đã đè 60-40 rồi. Bên team giành cả 4 nhà đều khỏe. Trong đó có hai nhà cầm cung, xanh 1 và đỏ. Màu 1 và màu 2 rất là to. Khi mà từ đầu đến cuối không ai động vào nhà các anh cả. Bút đờ cho màu 7, khả năng là dâng A chăng. Dâng A chăng, màu 7 Tham nhỏ nhưng mà lại cầm Minoan. Khả năng anh sẽ là dâng A rất là cao. Vâng, đóng vào bên nhưng mà lại bị lộ rồi. Bị lộ rồi, anh đóng gì ở đây đây, BA chăng? Cung A, đúng rồi BA. Thế nhưng mà xanh 1 đã phát hiện ra BA của anh. Vâng, anh dâng vào giữa khe góc 9 giờ giữa hai nhà xanh 1. Nếu mà lên được cung A thì rất là bá đạo đây, để ăn độ bút và có thể đẩy được cả nhà 1 và nhà 2. Thế nhưng mà không biết là bây giờ xanh 1 đã phát hiện ra nhà BA của anh chưa. Tham chỉ còn là 13, khá là yếu. Cần tập trung quân và đóng BA. Sóc BA 2 áo, nâng cấp BA cung A 2 áo. Nhận đồ từ đồng đội bơm và sóc đều khoảng 6-7 cái A và đẩy dồn dập công tất tay vào hai nhà xanh 1 và nhà vào nhà xanh 1 và nhà 2 màu và đỏ. BA 2 áo, sóc thôi anh. Chỉ với Tam 11 như thế này, liệu không biết anh có thể hồi để đánh cung A được không? 34 là Tham của màu 5 TB Pro, nhưng bây giờ anh đã bị màu đẩy đỏ. Màu đỏ đẩy rất là cắt. Một tên cung khá to đang đâm sầm sập vào nhà anh. Khi mà bên phía team A1 chỉ còn duy nhất màu 5 là to thôi. Vì sai thôi anh. Vâng. Bên kia Egypt hit cho Son Baby. Vâng.